Nào, bây giờ chúng ta sẽ nói sang đến cái phần hay ho thứ hai, cũng là cái giá trị thú vị, khá là thú vị ở Toyota Veloz, một chiếc MPV phổ thông. Chắc chắn là tôi cũng như các bạn khi mà bước vào cabin của chiếc xe Toyota này thì chúng ta đều rất là bất ngờ và khá là ngạc nhiên, tưởng chừng như là vào nhầm xe. Không còn bóng dáng của những cái sự đơn giản nghèo nàn hay là nói như các bạn ngày xưa hay nói là phèn phèn của những chiếc xe phổ thông bình dân, như là Rush, như là Avanza, và bị coi như là thua thiệt. Thì trang thiết bị này, tiện nghi này, công nghệ này, vật liệu này, trong nội thất để mà phục vụ cho cái trải nghiệm lái xe của chúng ta, nó đã khác biệt một cách vô cùng, đã trở nên sang trọng và hiện đại hơn rất nhiều. Như các bạn có thể thấy, các loại vật liệu và màu sắc được phối rất là tinh tế, rất là đẹp. Mặc dù các bạn có thể thấy rằng là ghế thì không phải là da, chỉ là nỉ thôi, nhưng mà cái bề mặt ghế nỉ nó là nỉ đục lỗ, rất là thoáng mát. Và các bạn cũng thể nên hiểu rằng là cái chất liệu nỉ ở một cái dòng xe phổ thông thì thường nó tốt hơn là da, bởi vì da của những mẫu xe như thế này nó chỉ là giả da mà thôi, nó rất là nóng. Những cái khoang này, hốc này, chứa đồ thì vô cùng nhiều. Và đặc biệt là các bạn có thể thấy ngay là rất nhiều những cái đường nẹp chrome, các cái đường da và cả cái logo gắn rất là đẹp, rất là sang. Và các bạn có thấy không? Có cả auto hold này, có cả phanh tay điện tử này, rất là tuyệt vời. Và đặc biệt cái cần số nó thanh mảnh, gọn lắm. Và một cái tôi rất thích là cái bệ tì tay của người lái ở bên cửa dày dặn. Và khoang cabin thì thực sự là quá rộng, 7 chỗ nhưng mà vẫn rất rộng. Nhất là cái chế độ mà ngả ngả ghế thành giường của Veloz thì tuyệt vời. Các bạn có thể duỗi chân thoải mái, nằm ngồi ngả ngốn trong chuyến đi xa. Đó là một cái điểm đặc biệt mà các đối thủ không có. À, tuyệt vời hơn nữa là có cả sạc không dây dành cho điện thoại, một cái tính năng mà thường chỉ có xe sang mới có. Apple CarPlay rất tuyệt vời cũng có luôn. Và cái chỗ mà để cắm cái jack với điện thoại thì lại được đặt ở bên cái vách bên người ngồi ghế phụ, rất là gọn và kín đáo, không bị vướng víu dây dợ lằng nhằng ở trên bệ trung tâm. Màn hình thì các bạn có thể thấy màn hình rất là to, đúng không ạ? Rồi, không ngờ rằng là tính năng giải trí công nghệ bây giờ an toàn có cả đèn tự động này, phanh khẩn cấp này, đó, cảnh báo điểm mù này, hai gương. Và đây các bạn có thể thấy ngay một điều mà rất là ngạc nhiên, một chiếc xe mà chỉ có 65 triệu, một mẫu xe bình dân phổ thông mà bây giờ cũng được Toyota trang bị luôn cả hệ thống an toàn thông minh TSS, có chức năng cảnh báo tránh lật làn này, giữ làn này, các bạn có thể thấy đó. Nếu mà xe vô tình mà láng sang làn, ngay lập tức nó báo và cái vô lăng tự nó lắc để nó đưa lại vào làn. Tuy nhiên các bạn nên nhớ rằng là đây nó chỉ là tính năng hỗ trợ, vì thế các bạn vẫn phải cầm vào vô lăng. Và tuyệt vời không? Các bạn có thể thấy ngay, đó, có phanh chủ động tránh va chạm. Và có luôn một tính năng rất là hay nữa là nếu như các bạn mà dừng đỗ xe mà lơ đãng, không chịu di chuyển thì xe đằng trước di chuyển đi rồi, Veloz sẽ tự động báo cho các bạn, nhắc các bạn phải di chuyển tiếp theo. Đấy là một tính năng có lẽ là chưa thể ngờ rằng là nó lại được lắp ở trên chiếc xe này. Hệ thống camera của Veloz là camera 360 độ, có cả cam lề và có cam lùi với tất cả những cái khoảng cách đo này, rồi hướng lái này, rất là nét chứ không, không không hề mờ một tí nào, đúng không ạ? Và trong cái hệ thống cam lùi này có cả cảnh báo những phương tiện cắt ngang. Đó, các bạn thấy ngay, rất là hiện đại và thú vị. Rồi, thậm chí các bạn có thể biết được cả hướng lái của lốp trước khi mà chúng ta đánh lái. Và đây, nếu như mà không thắt dây an toàn, có đầy đủ tín hiệu thông báo.